Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay mình đang làm máy cho chiếc Ambassador đời 2012. Xe thợ trước mới làm hơi có một tháng thôi. Và xe này thì khách hàng người ta đi nhiều. Xe này cũng thuộc một loại xe cũ lắm rồi anh em nhé. Nhưng mà đi nhiều thì đi nhiều, nhưng mà làm hơi mới được một tháng thì nó không thể nào mà hết dầu để mà hỏng máy được. Thì xe tôi đang làm máy anh em nhé. Tôi đang làm máy. Và hiện tại bây giờ tôi đang cho anh em thợ đang lắp máy vào. Xe này thì nó cũng cũ lắm rồi anh em nhé, cũ lắm rồi. Thì tôi chia sẻ đến cho anh em đây. Thợ lần trước là họ mới thay một chiếc nòng mới đây anh em này. Em thấy đang rất là mới. Nhưng mà cái nguyên nhân vì sao mà mới làm hơi được có một tháng thôi thì nó lại tiếp tục là nó ra khói và nó tiếng máy rất là kêu. Thế anh em nhìn thấy quả bê tông này, cầm quả bê tông lên. Anh em nhìn thấy cái quả bê tông mới làm hơi có một tháng nhưng mà nó đã cháy như thế này rồi. Lúc bê nó xước nó như thế này rồi anh em nhé. Như vậy thì không thể đi được. Mà có nguyên nhân là do nguyên nhân anh em thợ làm thôi. Thì mình sẽ chia sẻ đến cho anh em vì nguyên nhân sao mà nó đã ra khói, hết dầu mà dần đến chiếc mang quả bê tông cháy như thế này luôn. Thì anh em nhìn này, cầm đôi phút xúc bắp lên đây, xeo bàn tay để dựng lên. Anh em nhìn thấy là anh em thợ lần trước người ta lắp một đôi phớt xúc bắp miền Bắc, chúng tôi gọi là đôi phớt xúc bắp, còn anh em miền Nam gọi là phớt gít anh em nhé. Thì là anh em thấy là lắp một bộ phớt xúc bắp nó không đúng chủng loại anh em nhé, nó không đúng chủng loại. Cái lỗ này rất là lớn, nó dẫn đến là nhớt từ trên đầu bò nó sẽ lọt qua cái phớt này và xuống bùng đốt và nó đốt ra khói, nó dẫn đến hao nhớt anh em nhé. Cầm đôi phớt xúc bắp chuẩn của nó lên đây, cầm cả hai cái, bốn cái luôn, bốn cái bỏ cùng nhau. Như vậy là tôi có làm cái video nhắc nhở đến cho anh em. Thì anh em nào mà biết cái video này thì anh em bỏ qua cái video của mình. Và anh em nào mà chưa biết thì anh em tham khảo cái video của mình anh em nhá. Anh em lưu ý này, anh em lưu ý là khi mà anh em làm máy thì anh em nên lắp cái loại xúc bắp, phớt xúc bắp nó đúng với cái chủng loại, nó khít với cây xúc bắp anh em nhá. Anh em đừng nên lấy một cái loại lỗ to thế này. Anh em lắp cái lỗ to như thế này thì là nó không được anh em nhá, mà phải lỗ nhỏ như thế này mới được. Mỗi lần anh em lắp là anh em sẽ cầm cái phớt này lên, anh em đo cho nó đúng chủng loại thì anh em mới lắp. Cái độ ôm, độ sát của nó thì anh em mới lắp thì nó mới chính xác được. Thì cái này là do sai sót của anh em thợ là lắp cái bơi phút xúc bắp này, cái lỗ nó lớn quá, nó không đúng chủng loại, dẫn đến nhớt từ trên đầu bò. Thì trên đầu bò anh em nhé, từ trên đầu bò nó sẽ đi xuống bùng đốt, nó thông qua cái phớt này chảy vào trong bùng đốt, nó ra khói và dẫn đến cạn nhớt mà dẫn đến xước quả bê tông, xước lúc bê anh em nhé. Đó thì là cái video nho nhỏ của tôi. Thì mỗi lần mà những anh em thợ lâu năm rồi thì anh em bỏ qua video của mình, còn những anh em thợ chưa có nhiều kinh nghiệm thì anh em chú ý lắp loại phụ tùng cho nó đúng chủng loại anh em nhé. Thì cái video hôm nay nó nhỏ nhỏ như vậy thôi, nhưng mà anh em không lắp không biết thì nó sẽ thành là cái video khó và anh em sửa xe cho khách hàng sẽ bị mất uy tín anh em nhé. Thì cái video hôm nay thì mình có cái căn bệnh nhỏ nhỏ mình muốn chia sẻ đến cho anh em. Mỗi lần khi mà anh em làm máy nên anh em nên chọn những cái phụ tùng cho nó chính xác anh em nhé. Anh em thấy hay thì bấm đăng ký kênh ủng hộ mình, lần sau mình ra những video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.